Mệt gì, than than gì vậy hả? Em không ngờ, ở dưới quê á, người ta đám cưới, người ta dậy sớm vậy, từ lúc mà mặt trời còn chưa mọc nữa. Em không buồn ngủ lắm luôn rồi đó. Dạ chị ba, đám cưới không chỉ ở dưới quê mà ở trên thành phố hay là ở đâu đi nữa thì người ta cũng phải dậy sớm, người ta chuẩn bị trang trí, rồi hả đón dâu đưa dâu tùm lum. Chứ ở đâu mà ngủ tới trưa. Chắc mai mốt em đám cưới á, người ta nhà trai phải đứng đợi đầu đường á, đợi khi nào mà em đánh răng rửa mặt, em súc miệng, em dậy xong rồi em ủi đồ, em mặc đồ xong á, chị xin lỗi hen, ế tới già nha cưng. Thôi chị cứ chù em hoài à, thì khi nào á chuyện gì tới thì nó tới. Nói chung á, dù sao á chị có chồng á em cũng rất là vui, hy sinh vì chị mình, ngủ dậy sớm chút xíu, mệt chút xíu, nhưng mà đổi lại chị có chồng là em vui lắm rồi. Trời ơi, làm như chị ế không bằng. Ê coi đẹp không, đẹp không? Ở dưới quê á thì chị cũng chỉ trang trí được có một giày thôi, nhưng mà nhìn cũng tưng bừng chứ hả? Mặc dù đây không phải là gu của em thích cái gì mặc kawaii hơn, nhưng dù sao thì tạm chấp nhận vậy. Ủa mà mọi người ở ngoài đó đang làm gì vậy? À đúng rồi, mọi người ở ngoài đang chờ chị á. Bây giờ chị chỉnh trang lại đi, em ra ngoài đó coi Soyeon phụ tới đâu rồi, xong á em lấy cái gì đó cho chị ăn lót bụng trước nha. Cảm ơn cưng. Anamoto. Bởi vậy hên ghê, có mấy đứa nhỏ phụ mình cũng đỡ, chứ không có mình chắc chết luôn á. Ngày hôm nay là coi như là về đích rồi, không có cái chuyện gì mà có thể xảy ra nữa được hết. Cái gì đâu mà cứ hớt hải. Nhưng mà có chuyện thiệt. Chứ chuyện gì? Chị Huệ tới đây. Trời đất ơi, hôm nay là ngày quan trọng của chị, mà bà Huệ phải tới đây thì chắc chắn chỉ có một nguyên nhân. Huệ à, bác cảm ơn con đã tới đây dự cái đám cưới của ông sĩ ha. Nhưng mà con à con, mình là khách mời mà, mình đi ăn đám cưới người ta mình phải biết ăn mặc sao với con. Trời ơi, con mặc đồ này cái nhiều khi khách khứa người ta tới là tưởng con là cô dâu, kỳ lắm. Mà nó không có chất, nó không có hợp nữa. Đúng, không có hợp. Mặc dù là bác biết là con nôn, con làm cô dâu lắm, nhưng mà cái này là không phải đám cưới của mình con ha. Cái nào của mình là của mình, cái nào không phải của mình là nó không bao giờ của mình. Hiểu không? Anh cảm ơn em ngày hôm nay tới dự đám cưới của anh. Nhưng mà thôi, không mấy em về đi được không? Chứ em mặc đồ vậy lát người ta vô ta hiểu lầm anh ngại, không biết nói sao với vợ anh á. Nhưng mà bây giờ em không thích về, em thích ở đây, được không? Em ở đây để em làm gì trong bộ đồ này? À thôi được rồi, nếu mà ở đây thì thôi con gỡ cái mấn xuống, con mặc cái áo này cũng được hen. Con thích đội mấn. Tôi hiểu rồi, bà thích làm cô dâu đúng không? Không sao, hôm nay tôi mặc đồ giống chú rể nè, tôi sẽ ngồi kế bà, tôi sẽ luôn luôn kề cận bà. Đúng rồi, chú rể nè. Thấy không? Đó, người ta sẽ hiểu đây là một cặp, chứ em ngồi gần nó tội nghiệp đó, hiểu không? Tôi không thích ngồi gần anh, tôi thích đứng gần anh sĩ, được không? Nè, tôi nói cho mọi người biết, tôi đã tuyên bố rồi là chỉ có một mình Huệ này mới xứng làm vợ của anh sĩ, chỉ có một mình Huệ này mới yêu anh sĩ nhất trên đời,
và chỉ có một mình Huệ này mới được làm vợ anh sĩ. Em à, xin em hãy tự trọng. Anh bây giờ trên luật pháp là anh là người có vợ rồi, anh không nào đến với em được hết. Được, vậy thì bây giờ tôi sẽ về. Đúng rồi, đúng rồi. Về đây rồi đó. Nhưng mà sẽ về miền cực lạc với anh. Thôi đi, 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 quay quay đừng con đừng có manh động con. Đỉnh từ 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 con từ từ ha từ 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 nha. Bây giờ mấy người cản tôi đúng không, không cho tôi ở bên anh sĩ đúng không? Được. Giết người khác đi, đừng có giết người. Tôi không, tôi giết người á rồi người ta bắt tôi á, người ta cho tôi ở trong tù hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Ngày hôm nay Huệ ở đây để được đến với anh sĩ, nhưng mà tất cả mọi người ở đây cản tôi. Được, vậy thì Huệ này sẽ cho tất cả mọi người ở đây sẽ phải nhớ đời 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 cái tên Nguyễn Thị Huệ. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Không được, không được, không được. Hôm nay là ngày quan trọng của chị mà tự nhiên mà hỏi bà tới đây. Ôi, lỡ xảy ra chuyện. Khoan khoan, trời ơi, em làm quá lên nó làm chị sợ nè. Bình tĩnh lại. Không, thật ra cái này ha, bây giờ mình phải nên nhớ, đời thật không thể nào giống trong phim được. Bây giờ nếu mà phá hả, đi nó đi mấy người? Đi có một mình à? Nếu mà đi có một mình nữa thôi thì không thể nào mà làm lại nguyên cái nhà mình được. Chắc chắn là không có cái chuyện là phá được. Thì sao ta, có khi nào là... Cảm ơn em nay đã tới đây chúc mừng đám cưới của vợ chồng anh. Thôi mấy em tới chúc mừng cũng xong rồi, em về đi em. Về đi con. Bây giờ tôi không muốn về, tôi đang nóng lắm. À, không sao. Nóng thì mình uống một miếng nước trà nè, mình sẽ hạ quả rồi mình về nè. Uống nước trà xong vẫn thấy nóng. Ồ, không sao. Nhà có trái cây nè, ăn cam nè, có xe giải nhiệt nè. Tôi bị kỵ với nước cam. Nói nghe nè con, bác biết là con thương sĩ, nhưng mà giờ nãy là ngày đám cưới của sĩ, bây giờ tụi con có duyên mà không có nợ. Bác hy vọng rằng sau này con sẽ gặp một người đàn ông nghĩa là tốt hơn thằng sĩ, đẹp trai hơn. Đúng rồi, nghe con. Tốt hơn anh mà, chăm lo cho em. Con xinh gái mà. Bác gái nói đúng đó con à, ha, ráng đi con. Ha. Dạ, thì bác gái dạy con xin nghe. Giỏi. Con á thì cũng biết là giữa con với anh Thế Sĩ á là hết duyên. Đúng rồi. Nó hiểu là vấn đề thôi à. Vấn đề nó hiểu rồi. Nhưng những gì còn nợ. Trời ơi, thiếu nợ người ta tại sao không trả? Bao nhiêu gia đình anh trả được hết. Trả anh đâu bao giờ mượn nợ ai đâu, mà bây giờ nếu em nói anh thiếu nợ em đúng không? Ai nợ bao nhiêu nói đi anh trả cho em. Trả tiền lời luôn. Đúng rồi. Trả đại á. Anh đâu có nợ tiền nợ bạc gì em đâu. Chứ nợ gì đâu có nợ. Anh nợ con. Hả? Cái vậy? Mày hứa cho người ta con hả? Không có hứa, em đừng có nói gì nha. Anh đâu có đụng chạm cái nào đâu, anh hứa rồi nào. Anh hứa gì? Anh đã làm rồi á, chứ anh hứa gì? Trời ơi, gì vậy? Em ơi, đám cưới qua nào đừng ăn nói bậy bạ nha. Vợ anh nghe được đúng chết rồi, anh ha. Đúng rồi, nói có sách mách có chứng nha cưng. Dạ, có chứ. Em nói á, là phải có chứng cứ đàng hoàng. Chứng cứ gì con? Trời ơi, nhiều khi nó thèm con quá rồi nó nghĩ sao vậy? Bị sản rồi má ơi. Mà thì con nhớ là không có làm cái không gì phải không? Mà. Cái gì vậy? Cái gì đây? Siêu âm chẩn đoán hình em bé. Ê con nói con có bầu sao cái bụng con không có bự? Dạ con so sao có bụng được bác. Thằng khốn nạn, tại sao mày có vợ rồi mày còn làm cho con người ta có bầu là sao hả? Không có. Cái trường hợp này thì có thể xảy ra. Không được chị không biết làm sao luôn. Nếu là em làm sao vậy? Làm sao bây giờ bình tĩnh lại. Không sao đâu. Thứ nhất là anh Thế Sĩ chắc chắn là không có chuyện đó. Thứ hai là nếu mà Thị Huệ đưa ra giấy tờ hay cái gì khẳng định điều đó thì chị nghĩ là nó làm giả. Mà nếu mà nó làm giả thì chắc chắn là có sơ hở. Nếu vậy bây giờ chị phải tập trung vô, chị phải để ý từng ngóc ngách, từng cái sơ hở của nó để nó không thể nào bịp bợm cả nhà mình được. Đúng vậy, chị yên tâm đi. Em cũng nghĩ á, chuyện này không thể nào xảy ra được. Làm gì mà có chuyện anh Thế Sĩ ấy.
không thể được. Em tin anh thế sĩ, em tin anh rể của mình. Cho nên á, bà ngoại này nè, đừng có hòng mà qua mắt chị em tụi mình. Em cũng sẽ để ý phụ chị. Với lại á, chuyện của chị bây giờ là phải thật xinh đẹp, phải thật bình tĩnh, lúc nào á cũng phải tỏ ra phong thái ôn hòa như chưa có chuyện gì xảy ra hết, như chưa biết chuyện gì hết đó. Mọi chuyện còn lại á là có em với lại Soyeon đứng ở phía sau chị. Cho nên chị hãy mạnh mẽ lên, không được để mất anh thế sĩ, không được sợ bà Huệ đó. Được rồi, bây giờ sáp lá cà thôi, chơi cuốn chót thôi, chứ có gì đâu mà phải sợ đúng không? Ừ. Nhưng mà thật ra chị vẫn sợ đó. Chị không được sợ, chị lúc nào cũng phải nói là không sợ, không sợ, không sợ, không sợ, không sợ, không sợ. Nếu như vậy thì bây giờ mình phải đi ra ngoài. Hay. Cô dâu ra chị. Trời ơi, đẹp quá trời. Nè, có Huệ tới kìa. Sao Huệ muốn nói gì phải không con? Dạ, thật sự thì mọi chuyện nó cũng đã qua rồi. Nhưng mà con thì không có để bụng gì đâu. Con chỉ sợ là hai bác còn giận con thôi hà. Ồ, giận hờn vậy con. Chuyện nó qua rồi cho nó qua đi. Bữa nay là ngày vui nè. Hôm nay có Huệ tới chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng con đó. Cảm ơn Huệ nha. Hay là lát sẵn tiện cả nhà ra nhà hàng ăn đám cưới. Huệ đi chung cho vui nha. Không. Hả? Chị? Dạ, dạ không. Ý con là không phải là con không vui đi nhà hàng với mọi người. Mà là do con bận, con chỉ có thể sắp xếp qua đây chúc phúc cho hai người rồi xong rồi con còn phải đi nữa. Ồ, tiếc quá. Cảm ơn Huệ qua đây chúc mừng vợ chồng anh bằng một cái màu áo thật là vui. Thôi này, này trễ giờ lắm rồi, bây giờ hai đứa ra nhà hàng còn đón khách nữa nghe. Dạ. Thôi nè, bây giờ ba má ra ngoài trước nghe, chờ tụi con nghe không? Dạ. Đi vậy. Dạ, mấy đứa ra sao nha, lẹ lên nha con. Trời đất ơi, em không tưởng tượng được á. Em cứ tưởng là em đã ế chồng ế chơi bao nhiêu năm, vậy cuối cùng em cũng có chồng rồi đó. Thôi. Cái ngày vui đừng có tưởng tượng tầm bậy tầm bạ, bà nội tưởng tượng diễn ra cái đó đó. Dám đâu. Cưới ai? Ai cưới? Anh chứ ai. Trời ơi, em hâm mộ anh chị quá à. Cuối cùng hoàng tử cũng gặp được công chúa. Ồ ha, mà công nhận á, công chúa với hoàng tử gặp nhau đẹp đôi dễ sợ. Tôi á là tôi ước gì tôi cũng có một người cưới tôi vậy. Hai bé ai cưới? Cưới ai? Không ai cưới hai bé đâu nha. Ôi bà Dũng này. Vậy thôi, nếu mà không ai cưới em á thì em sẽ cưới chị được không? Được, đi ra nhà. Buồn thiệt, nhưng mà cũng phải chấp nhận sự thật.